Xin kính chào quý anh chị, chào các bạn, chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Đức Trung tại Uông Bí, Quảng Ninh. Trước mắt quý anh chị và các bạn là hai mẫu xe Ford sản xuất năm 2017 màu vàng cát, một con là XLT và một con là XLS. Nếu như mà mình phân biệt về cái hình dáng bên ngoài ấy, thì XLT nó có mặt ca lăng, rồi là ốp măng cá, gương mạ chrome rất là sáng. Về bản XLS thì nó chỉ là cái tấm nhựa và sơn cái màu xám thôi. Về cái phân khúc thì XLT nó sẽ là cửa trên của XLS. Khi mà mua mới thì XLT này nó đắt hơn XLS đâu đó khoảng 7-80 triệu. Nhưng mà khi cũ thì hai con này bây giờ nó lại ngang tầm giá, bởi vì là khi tiện ích của cái dòng XLS thì chị em rồi là những người cao tuổi lái cũng rất là dễ dàng. Cái bản XLT thì nó hơn là nó có lái điện và nó có hai cầu, đi được các cái địa hình khó, và cái mức tiêu hao nhiên liệu thì nó cũng tiết kiệm hơn. Cái con này thì bên Đức Trung đang chào bán với giá là 460 triệu. 460 triệu là anh chị có thể lựa chọn một là XLS 2017 số tự động một cầu, hoặc XLT 2017 số sàn hai cầu, đều là động cơ dầu 2.2 nhập khẩu nguyên chiếc. Hai con này thì Đức Trung cũng đã lên sóng rồi, nhưng mà hôm nay cũng ít việc, cho nên là Đức Trung sẽ tranh thủ lên một cặp đôi để quý anh chị các bạn ai quan tâm đến cái cặp đôi này thì có thể đến xem xe trực tiếp tại Uông Bí, Quảng Ninh. Mặc dù con nào thì bên Đức Trung cũng đã bao hồ sơ. Con XLT thì nó cửa trên bởi vì là trang thiết bị của nó thì nó đẹp hơn, nhưng mà XLS thì nó lại số tự động nó lại dễ vận hành hơn. Mỗi con thì nó có một cái công năng, anh chị em ai phù hợp với lại những cái dòng nào thì có thể xem xét. Mình mua xe để phục vụ công việc hay là mua xe để cho cả gia đình dùng chung thì lúc đấy mình có những cái quyết định nó thật là chính xác để cho nó phù hợp với lại cái công năng sử dụng. Mặc dù là biển số ở đâu thì bên Đức Trung cũng sẽ là bao rút hồ sơ. Bây giờ hàng xóm bán cho nhau định danh theo biển số nên là cũng phải rút hồ sơ hết, cũng phải nộp thuế cho nhà nước. Đấy. Đức Trung sẽ đi gần vào để anh em có thể quan sát chi tiết nhé. Đấy, cái bản XLT này, mạ chrome, có đèn bi. Đèn bi, đèn gầm, la răng của nó cũng to hơn nhé anh em nhé. La răng đúc nó to hơn. Cái cỡ lốp của nó đây, 265 65R17. Quay sang XLS này. XLS thì trông cái la răng của nó cũng là la răng đúc nhưng nó không khỏe bằng. Đây của nó có 255 thôi này. 255 70R16. Mang cá của XLT đẹp hơn. Gương của XLT nó có xi nhan luôn. Đấy, còn XLS này. Thế nhưng trên thị trường xe cũ thì XLS này bây giờ nó lại có cái lợi thế là nhỉnh hơn, bán dễ dàng hơn. Xe nó cũng rất là đẹp. Con này biển Vũng Tàu nhé. Đã ủy quyền về tên của Đức Trung rồi, đăng kiểm đến tận tháng 12 năm 2024. Xe zin đẹp xuất sắc. Nói tóm lại là hai con này thì chọn con nào cũng được. Tầm giá 460 triệu. Đấy, số điện thoại của Đức Trung đây anh em nhé. Đấy, phần nội thất của xe này. Đấy, trần lỉ nguyên bản bọc ni lông. Đấy, máy zin hết. Máy zin, kính zin. Có lắp thùng.
ở phía Nam người ta đi nó cũng chuẩn mực hơn, giữ gìn xe nó cũng đẹp hơn, form phiếc của nó căng hơn. Bốn nhân bốn này là không phải đâu, bốn nhân bốn là con này mới là bốn nhân bốn. Bật bước cam kết với anh em là máy zin, các cái chức năng trên xe là hoạt động ok hết anh em nhé. Đấy, số tự động một cầu, màn hình sinh một có radio, có ổ đĩa, có ga tự động, hai túi khí, gương điện, rồi bốn kính chỉnh điện, có phim cách nhiệt hết rồi. Sang cái bản XLT này thì thêm được cái lái điện, các cái lúm lút, các cái cửa gió này cũng bọc chrome đẹp. Số sàn, số sàn này là chỉ anh em thích thôi, chứ còn chị em hoặc là thanh niên là nó không thích đâu. Thanh niên bây giờ nó thích XLS, số tự động một cầu, đi cho nó nhàn. Con này nó cũng gần giống với lại vô lăng của Oanh, nhưng mà nó khác một cái là các cái phần này còn bằng nhựa. Oanh thì nó có da, rồi nó có cái đường chỉ may màu vàng rất là đẹp. Quay luôn cái khoang động cơ để anh em xem. Em mở giúp anh luôn cả cái khoang động cơ của XLS. Đây động cơ XLT đây anh em nhé. Nói chung là tiêu chí để mà đánh giá một con xe đẹp thì nó rất là nhiều. Quan trọng là máy gầm nó phải chất, nó phải zin. Sau đó là thân vỏ nó cũng phải zin đẹp. Và tiếp đến là cái nội thất của nó nữa. Nhưng mà cái phần nội thất hay là cái phần vỏ đây thì không tránh khỏi là qua 5 tháng sử dụng thì đều phải thuốc táp, phải sơn xi lại. Kể cả anh em đi mua xe mới, những cái con xe mà chỉ cần lăn bánh khoảng độ 6 tháng đến 1 năm kiểu gì thì các cái góc cạnh, các cái đầu đuôi của nó này cũng sẽ bị xước sát. Nên là anh em mua xe cũ tầm khoảng độ 5 năm, 7 năm, như là 2017 này là nó rơi vào tầm khoảng độ 6 năm sang năm thứ 7 rồi. Thì cái phần gọi là sơn xi của nó cứ không đâm xô, nó không bất đinh bấm là được. Chứ còn lại thì sơn xi thì đương nhiên là phải làm lại. Đây là khoang động cơ của chiếc XLS 2017. Con này động cơ cũng không thèm rửa luôn. Máy zin không rung lắc gì. Có một cái lọ đuổi chuột đây anh em. Chả biết nó là cái chất liệu gì, nhưng mà đeo ở đấy thì chuột nó không cắn dây điện và nó cũng không dám vào cái khoang động cơ này nữa. Đấy là kinh nghiệm của một số anh em làm xe cũ, người ta truyền lại cho như thế. Và người ta bán cho cái lọ đấy nó đâu đó một vài chục triệu đấy. Nhưng mà nếu mà để mà bảo vệ được cái động cơ không bị chuột cắn ấy, thì mấy chục triệu thì mình cũng thấy là ok. Xe thì zin đẹp, không có lỗi lầm gì đâu. Ngoài hai chiếc này ra thì bên mình cũng còn khá nhiều xe để anh em lựa chọn. Đấy, có Biturbo, rồi là có XLS 215, 216
Và Mazda thì nhà mình đang có 3 con anh em nhé, 2 con màu trắng và 1 con màu xanh Kawasaki. Cái tầm giá của nó cũng loanh quanh 400, hơn 400 một tí thôi. Nhà mình ở Uông Bí, Quảng Ninh. Anh em muốn tham khảo thì cứ kết bạn Zalo số 0965 951 955. Mình để ngay cái phần tiêu đề hoặc là trong cái bức tường của mình ấy, có rất nhiều số điện thoại đấy. Anh em quan tâm thì liên hệ để mình tư vấn trực tiếp. Từ 2016 trở lên là vay trả góp được anh em nhé. Vâng, trong ít phút vừa qua thì Đức Trung đã quay chi tiết và giới thiệu tới anh em hai mẫu xe đồng giá, đồng màu. Một con là số sàn 2 cầu và một con số tự động 1 cầu, đồng giá 460 triệu, giá trên thì vẫn còn thương lượng nhẹ nhẹ nữa. Bên mình sẽ bao rút hồ sơ cho anh em. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi. Đức Trung xin phép được kết thúc video tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại mọi người ở các cái video lần sau.